Vâng, xin chào mừng tất cả các anh chị. Chúng ta tiếp tục một loạt các cái video liên quan tới gì nào ạ? Cắt giảm các cái chi phí lãng phí ngay tại hiện trường để tạo hiệu quả tức thì. Video ngày hôm qua tôi đã chia sẻ với các bạn gì nào để cắt giảm lãng phí tại hiện trường đấy. Chúng ta thứ nhất là chúng ta phải thành lập ra ban cải tiến, đúng không? Thứ hai, mọi người phải thấu hiểu rất rõ 8 con virus lãng phí ở chung quanh chúng ta, nó đang gặm nhấm tiền bạc của chúng ta, làm tiền của chúng ta bay. Và thứ ba, sau khi hiểu rồi thì chúng ta xuống hiện trường, chúng ta cứ ra và chúng ta cắt một cái thì nó sẽ tạo ra hiệu quả, phải không các bạn? Và hôm nay tôi sẽ minh họa cho các bạn liên quan tới một cái lãng phí mà từ xuất phát từ ban lãnh đạo, đó là cái chữ defect, sự không hợp mà do từ ban lãnh đạo các bạn nhé. Và để dễ hiểu, tôi sẽ gì nào minh họa theo đúng cái điều mà tôi đã tư vấn. Thưa quý vị, vào năm 2016, tôi có nhận được một cái lời mời tư vấn cho một bệnh viện cực kỳ lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa các bạn, khi nhận được lời mời đó mừng lắm, nhưng mà gì là cũng phải rất cẩn thận, bởi vì bệnh viện này là lớn chưa từng thấy luôn. Và thời điểm đó tôi đã tư vấn 32 bệnh viện rồi các bạn, nhưng bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất trong cuộc đời tư vấn về lĩnh vực mà về trong bệnh viện mà áp dụng ISO. Vì vậy mà họ đề nghị tôi này tới trình bày cho ban lãnh đạo cấp cao và trưởng phó cấp phòng khoa về vấn đề mục đích và lợi ích của việc áp dụng ISO. Thế là các bạn biết không, mà tôi chuẩn bị rất cẩn thận, tôi vào cái trang web của bệnh viện ấy, và tôi nhìn thấy có sứ mạng này, có tầm nhìn này, có giá trị cốt lõi, có năng lực cốt lõi, các bạn thấy đầy đủ luôn và rất độc cô đọng. Và tôi lấy hết cái đó vào trong cái bài của tôi. Và cái hôm mà tôi tới trình bày, một điều làm tôi rất ấn tượng đấy các bạn, tức là gì nào ạ? Các bạn biết rồi, bệnh viện rất là lớn và họ rất là mắc bận nhé. Vậy mà ban lãnh đạo vẫn dành thời gian ngồi cùng với các trưởng phòng khoa để nghe cái vấn đề ISO nó mang lại lợi ích như thế nào. Và thế là bắt đầu tôi trình bày, tôi mới chiếu lên sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của họ. Cái tôi bảo rằng một trong những mục đích quan trọng nhất của ISO đấy là làm cho tất cả mọi cán bộ công nhân viên, từ mọi người từ cấp cao nhất cho tới người thấp nhất ở trong bệnh viện này và các phòng khoa là thấu hiểu được cái tầm quan trọng công việc của mình hàng ngày đấy các bạn. Đóng góp thế nào vào việc đạt được cái sứ mạng, cái tầm nhìn, cái giá trị cốt lõi mà bệnh viện đã đề ra. Đấy các bạn không? Và khi tôi vừa nói tới đấy thì giám đốc bệnh viện đề nghị tôi, xin lỗi anh Cửu, tôi muốn chia sẻ một tí, tôi muốn anh ngưng một tí để tôi chia sẻ. Và thế là giám đốc mới nói rằng thật sự vừa qua là 2 tuần vừa qua chúng tôi có sửa một tí ở trong cái sứ mạng, và tất cả các trưởng phó phòng khoa cùng với chúng tôi đã đồng nhất sửa mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên mạng thôi. Tức là trên cái sứ mạng mà anh Cửu lấy xuống đấy, nó cũng y như vậy mà chúng tôi chỉ thêm một cái cụm từ thôi là tình nghĩa. Nó thể hiện đúng cái nhân văn của chúng tôi, mà chúng tôi muốn tạo ra một cái văn hóa như vậy dựa trên cái sứ mạng, tầm nhìn và cái giá trị cốt lõi. Các bạn đúng không? Lúc đó như là các trưởng phó, các bộ phận họ cũng bảo rằng họ rất hiểu chuyện đó mà chúng tôi đã cam kết thực hiện. Vậy nhân cái chuyện này, kỳ này thực hiện ISO là mọi người chúng tôi sẽ đoàn kết để thực hiện được cái sứ mạng, tầm nhìn, giá trị đó. Đặc biệt tôi vẫn cứ nhớ mãi cái từ tình nghĩa. Ấn tượng không các bạn nhé? Và lúc đó tôi mới hỏi ban giám đốc và tất cả mọi người, vậy mục đích của quý vị làm ISO là gì? Và họ nói rằng về cái chất lượng khám chữa bệnh tay nghề của các bác sĩ á, là tương đối rồi, là bệnh viện lớn mà, rất uy tín. Nhưng tại sao chúng tôi muốn làm ISO? Để chúng tôi muốn các phòng ban kết nối với nhau, và dịch vụ khám chữa bệnh như vậy là nó đồng đều ở tất cả các phòng ban. Cái thứ hai nữa, chúng tôi luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau để gì nào à, thực hiện đúng được cái văn hóa của bệnh viện, đó là đạt được sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi. Chúng tôi đồng lòng cùng nhau cùng thực hiện các bạn nhé. Và như vậy đó là một điều rất đáng mừng trong cuộc đời tư vấn. Họ đã cam kết như thế rồi các bạn. Và bệnh viện của họ rất là lớn các bạn. Vì vậy chúng tôi tư vấn là 2 năm. Và hệ thống của họ chạy phải nó rất thực sự và rất là hiệu lực. Đấy, và sau này được nghiêm nhiên được chứng nhận đó. Và tôi nói hiệu lực là gì? Bởi vì sau này họ có gì là mở ra ở các nước kế cận đó nữa nha. Và họ đã tự nhân rộng hệ thống ISO, chứng tỏ là gì? Họ đã tự vận hành hệ thống các bạn nhé. Đấy, và điều đó đã cải tiến được rất là nhiều. Và sau khi mà bệnh viện này, tôi tạm thời gọi bệnh viện A các bạn nhé, đấy, bệnh viện A này đạt được chứng nhận á, thì lúc đó có một cái bệnh viện khá lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi gọi là bệnh viện B, sang tham quan bệnh viện A. Và sau khi họ tham quan xong, chính bệnh viện B gọi điện thoại cho tôi, ông Cửu ơi, ông hãy sang cũng tư vấn cho chúng tôi giống như ông đã tư vấn cho bệnh viện A. Và thế là các bạn, tôi lại tiếp tục lên cái trang web của bệnh viện B đấy, tôi lấy gì nào sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi xuống, và tôi tới tôi chuẩn bị để tôi trình bày.
Đấy, và khi tôi tới bệnh viện bên này thì các bạn ấy, thì số người tham dự ít hơn và không nhìn thấy ban lãnh đạo cấp cao. Đấy, mà chỉ có chỉ nào một vài vị ở một số các khoa phòng thôi. Và trong khi tôi chiếu lên cái sứ mạng tầm nhìn giá trị cốt lõi mà tôi nói là mục đích của ISO, tôi vừa nói tới đấy ấy, thì họ bảo, ông Cửu ơi, cho tôi hỏi là cái sứ mạng tầm nhìn cái giá trị cốt lõi này ông lấy ở đâu vậy? Các bạn nghe, tôi nghe mà tôi còn lùng bùng nữa. Tôi bảo, thưa quý vị, là tôi lấy từ trên cái trang web của bệnh viện. Họ bảo, làm gì mà có cái chuyện đó. Tôi bảo, tôi đâu có thể nào bịa ra được đâu. Đúng không ạ? Về sau thì mọi người mới nói đi nói lại thì mới hiểu ra gì nào. Thì ra là bệnh viện cũng làm cái trang web. Nhưng khi đi làm trang web thì đó là khoán trắng cho cái nơi mà họ thiết kế trang web họ đưa lên thôi. Chứ còn thật sự ban lãnh đạo cũng chưa có đưa ra một cái chính thức về cái sức mạnh tầm nhìn giá trị cốt lõi. Đôi đó họ rất ngạc nhiên. Các bạn nhé, rồi sau đó tôi cũng hỏi lại giống như bệnh viện A thôi ạ. Và tôi hỏi ở bệnh viện B, vậy thì mục đích của quý vị làm ISO là gì? Các bạn biết không, họ nói như thế này là mình đi từ ngạc nhiên để sang ngạc nhiên khác. Họ nói thứ nhất, khi làm kỳ này đó là ban giám đốc rất là mắc bận, vì vậy ban giám đốc không tham gia làm ISO, mà chỉ có một số các phòng mà ít việc ấy, thì làm ISO trước. Đây, và tôi nói trước cho ông Cửu nghe là gì nào, ở trong đây là giáo sư tiến sĩ rất là nhiều, trình độ rất là cao. Vì vậy bên công ty ông Cửu phải đủ khả năng để thuyết phục các vị giáo sư tiến sĩ kiến thức người ta học rất là cao. Làm sao thuyết phục họ được là gì nào, là các phòng ban phải tham gia làm ISO, chứ còn ban giám đốc không tham gia. Và ở đây họ rất là giỏi, đông là gì nào, ai cũng là gì nào là siêu sao cả. Đấy, không ai chịu ai đâu. Và coi chừng các ông tư vấn có nổi không. Đương nhiên thưa các bạn nhé, đấy, tôi thì nghĩ bình thường thôi, tại vì cuộc đời mình tư vấn nhiều rồi mà. Họ là giỏi về việc khám chữa bệnh, nhưng mà về mặt quản lý thì làm sao được, đúng không ạ? Đương nhiên về mặt khám chữa bệnh tôi phải gọi họ bằng sư tổ, tại vì tôi đâu có biết chữa bệnh đâu. Nhưng mà về mặt quản lý đương nhiên tôi phải hơn họ là cái chắc rồi. Nhưng mà tôi cũng chả có, mình cứ bình tĩnh thôi. Và sau đó thì tôi bảo, nếu mà làm hệ thống quản lý mà lại chỉ vì về cái chuyện đó, vậy tôi hỏi, vậy mục đích làm ISO là gì? Và họ nói rằng, bởi vì có một cái điều gì đó bắt buộc thôi, vấn đề tế nhị các bạn nhé. Tôi tự và dứt khoát là không có ban lãnh đạo mà chỉ có một số phòng ban thôi. Tôi bảo như thế thì sẽ không bao giờ làm được, không bao giờ làm được. Đấy, bởi vì sao, hệ thống ISO yêu cầu phải có sự tham gia của ban lãnh đạo, và tới cái sản phẩm cuối cùng là khám chữa bệnh, nếu đối với bệnh viện, và ban lãnh đạo phải tham gia nó mới có sự đồng bộ được. Và thứ hai, các bộ phận phải gắn kết với nhau. Và trong khi đây là bắt tôi là phải có nhiệm vụ yêu cầu các bộ phận thì hiểu ISO và gắn kết với nhau, mà không có sự cam kết của phía trên các bạn nhé. Và tôi hình dung gì nào là giống như gì, mọi người ở trong đó giống như là các siêu sao mà không ai chịu ai các bạn ấy. Vì vậy họ nói rằng rất là tế nhị, rất là khó. Cái thế là gì nào, đương nhiên họ không chọn tôi tư vấn các bạn nhé. Và tôi cũng không thể nào tư vấn được. Đấy, và 2 năm sau họ lại gọi lại tôi, họ lại mời tôi để báo giá. Họ bảo tôi để lại tư vấn mà vẫn cứ lùng bùng như thế các bạn nhé. Tức là gì nào, cũng chỉ có một phòng ban. Tôi bảo, ủa vậy 2 năm vừa rồi là nghe nói các bạn có một cái nơi nào đó người ta tư vấn miễn phí mà không sao mà. Họ cũng cười thôi. Họ nói bây giờ thì các bộ phận nó cứ như thế. Đấy, và họ cũng chỉ vì thúc ép cần phải làm ISO rồi, nhưng mà cũng chỉ là có một vài đơn vị thôi. Và thưa các bạn, đấy các bạn nhìn thấy không, hai đơn vị A và B. Như vậy đó là gì nào à? Đơn vị A thì họ đã làm và họ đã tiến lên. Và đương nhiên đơn vị A hiện nay đang có rất nhiều thành tựu. Vậy tôi hỏi các bạn, đơn vị A có gây ra sự cố không? Có. Nhưng mà khi gây ra sự cố các bạn, họ truy tìm nguồn gốc rất là nhanh và họ đưa ra khắc phục phòng ngừa và cải tiến rất là tốt. Còn đơn vị B thì họ vẫn gì à? Họ vẫn cứ không chịu nhau. Và thưa các bạn hiểu không? Những cái chuyện đó tôi tưởng tượng giống như gì nào à? Các cái vị 108 vị anh hùng lương sơn bạc nó lãng phí, vì sao à? Nó không có tạo ra một cái giá trị văn hóa để kết hợp với nhau, mạnh ngay người đấy mà quản lý. Và đương nhiên đến giờ này ban lãnh đạo vẫn gì nào à? Vẫn không tham gia, vẫn không đưa ra được cái sứ mạng tầm nhìn, không tạo ra một cái văn hóa để mà gì à? Cả một cái khối tổ chức nó thống nhất để mà đi lên. Thưa các bạn, đó chính là một cái sự không phù hợp mà xuất phát từ ban lãnh đạo. Điều đó nó sẽ gây ra lãng phí rất nhiều các bạn nhé. Bởi vì sao ạ? Mạnh ai người đấy coi như thể hiện cái sự giỏi giang của mình, sự siêu sao của mình, và không kết hợp lại để mà cải tiến, giống như cái bệnh viện của bệnh viện A các bạn nhé. Vì vấn đề tế nhị đâm ra tôi không thể nào chia sẻ tên được. Nhưng ở qua nhân chuyện này, tôi muốn các bạn này gì nào, dù to dù nhỏ đi nữa thì bao giờ cũng vậy,
Ban lãnh đạo chúng ta cần phải xác định cho bằng được sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của mình, dựa trên cái bối cảnh kinh doanh của mình, dựa trên cái bối cảnh của công ty mình, đặc biệt dựa trên khách hàng. Và đó chính là trở thành gì nào à? Cái nét văn hóa doanh nghiệp đấy. Đấy, sự văn hóa của chúng ta như thế để gì à? Để tất cả mọi người, các bộ phận gắn kết với nhau, đồng lòng để thực hiện cái chuyện đó, thì nó tạo ra cái vũ khí cạnh tranh cho các bạn. Nếu không có cái đó thì mạnh ai người đấy làm. Đó là sự lãng phí, và tôi nghĩ rằng lãng phí đó rất là lớn các bạn nhé. Vì vậy các bạn hãy chú ý này. Đấy, đó một những điều mà ban lãnh đạo cần phải làm. Cho dù đơn vị các bạn to hay nhỏ đều phải có cái chuyện đó. Mà tôi nói luôn, đơn vị càng nhỏ thì xác định cái này càng dễ, và càng dễ dàng tạo ra cái văn hóa ngay từ ban đầu cho doanh nghiệp mình, tạo ra cái sự cạnh tranh mạnh mẽ cho mình. Vâng, xin cảm ơn các bạn nhé. Chúng ta hãy thực hiện về việc đó. Vâng, ok, chúc các bạn thành công và phát triển. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.